Đến du lịch biển Cát Bà, ngoài những bãi tắm nước xanh cát trắng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng, du khách vẫn có thể tìm đến một nơi hoang sơ mang trong mình những nét chân quê giữa lòng biển cả ngay tại một ngôi làng mang tên Việt Hải. Đến xã Việt Hải không dễ dàng chút nào. Từ khu du lịch Cát Bà, du khách sẽ di chuyển ra bến tàu khách Cái Bèo. Ở đó có đò máy hoặc xuồng cao tốc chở du khách chạy vào vịnh Lan Hạ để đi ra Việt Hải. Ngồi trên xuồng cao tốc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ một cách chân thực nhất, sống động nhất. Cảm giác được hòa mình trong không khí trong lành, khoáng đạt của trời, mây, non nước chắc hẳn sẽ mang lại cho du khách những ấn tượng khó quên ngay từ giây phút đầu tiên. Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà, được hình thành bởi hơn 400 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, phủ đầy cây xanh và thảm thực vật. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Lan Hạ giống như một bức tranh với gam màu xanh chủ đạo. Vì thế, luôn tạo cho du khách cảm giác khoan khoái, dễ chịu trước cảnh sắc thiên nhiên hài hòa. Chỉ mất khoảng 10 phút đi xuồng cao tốc là du khách đã đặt chân lên xã Việt Hải. Bao bọc xung quanh bởi núi cao và rừng già của vườn quốc gia Cát Bà, xã Việt Hải có rất ít hộ dân sinh sống. Nơi đây còn nhiều nét hoang sơ mộc mạc mang đậm chất thôn quê. Vì nằm sâu trong rừng, đường vào quanh co nên trước đây rất ít người đặt chân đến đây. Song ngày nay, làng Việt Hải lại đang là điểm thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài, đặc biệt đây là một điểm rất ưa thích của du khách với loại hình tour xe đạp. Thong dong trên những chiếc xe đạp, tham quan trải nghiệm xã đảo Việt Hải, tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận sự bình yên giữa một nơi gần như tách biệt với sự ồn ào của những bãi biển đầy nắng và gió, du khách sẽ cảm nhận một cuộc sống thanh bình nơi làng quê trên đảo, người dân đôn hậu và thân thiện. Đó cũng chính là lý do thời gian gần đây lượng du khách nước ngoài đến Việt Hải đông như vậy. Họ muốn cảm nhận nét độc đáo riêng có của Việt Hải. Ngày hôm nay thì Ngọc Dũng và Lê Nhung đang có mặt tại Việt Hải, xã đảo xa nhất của huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Và ngày hôm nay chúng tôi đến thăm xã đảo Việt Hải trong một ngày thời tiết rất là tuyệt vời, không khí thì trong lành và mát mẻ và thậm chí là nắng đang rất to nữa. Nhưng mà chúng tôi không hề cảm thấy nóng được một chút nào cả. Chị Nhung cảm thấy sao khi đặt chân đến xã đảo Việt Hải? Có lẽ là đây là cái thời điểm mà đẹp nhất trong năm mà khi chúng ta có những cái cuộc trải nghiệm thực tế như thế này đấy, đúng không ạ? Đây là lần thứ mấy mà chị Nhung về với xã đảo Việt Hải ạ? Đây là lần thứ hai mình về với xã Việt Hải. Lần đầu tiên thì đó là năm 2015 khi mà Việt Hải đang bị một trận lụt rất là lớn. Mà có lẽ là cũng chưa bao giờ mà tôi thấy rằng là Việt Hải lại trải qua một cái trận lụt kinh khủng như thế. Vậy thì trong lần trở lại này thì chị cảm thấy xã đảo Việt Hải thay đổi như thế nào? Và đâu là điều khiến chị ấn tượng nhiều nhất? Có lẽ cảm nhận của tôi là khung cảnh xung quanh thì cũng rất là thanh bình, rất là mộc mạc. Có lẽ là những cái dãy núi như này đã mang lại cho Việt Hải một cái nét hoang sơ. Tuy nhiên là tôi nhận thấy từ xa đã có rất nhiều ngôi nhà mới mọc lên rồi đấy, đúng không ạ? Vâng, đó là những homestay có thể là sẽ ra để phục vụ khách du lịch, phải không ạ? Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng lên đó để tham quan, được không ạ? Từ lâu, Việt Hải đã trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút khá nhiều du khách nước ngoài yêu thích sự tìm tòi, khám phá những vùng đất mới. Những ai đã từng đến với Việt Hải chắc chắn sẽ không thể quên về một làng quê nghèo mang đậm tính nhân văn và đặc trưng văn hóa vùng miền của một làng quê Bắc Bộ, rất đặc biệt so với các làng quê khác. Việt Hải là nơi tạo ra nét văn hóa vùng đặc sắc, khơi gợi sự tò mò của du khách khi chính họ đang muốn khám phá cuộc sống thuần nông của người dân nơi đây. Với nét đặc trưng của nền văn minh lúa nước và sự thân thiện, chân thành. Chính bởi sự khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực khác trên đảo nên người dân Việt Hải vẫn giữ được nét hoang sơ và cuộc sống giản dị, mộc mạc, phảng phất nét nguyên thủy từ thuở xa xưa. Vậy,
not necessarily in the jungle here because we got the nature. Đây là khu vực trưng bày những nông cụ để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Với những dụng cụ này, họ có thể làm việc từ sáng đến tối. Du khách có thể nhìn thấy những chiếc tổ chim, những nông cụ như là đăng, đó hay là nơm dùng để bắt cá. And then put your hands here and you can get a fish. And all the area here. Một số nơi tại miền Bắc thì người nông dân trồng lúa ở lưng chừng núi và họ sẽ phải làm việc cả ngày để chở thóc về. Rất nhiều du khách nước ngoài khi đến đây đều tỏ ra vô cùng thích thú khi được hiểu thêm về nghề nông của Việt Nam. Và đặc biệt ở những khu vực miền núi, người dân sống và sinh hoạt theo cộng đồng dân cư, có mối liên hệ chặt chẽ. Và những đứa trẻ khi lớn lên đều được cha mẹ chúng dạy cho cách lao động. Du khách cũng có thể nhìn thấy những vườn cây ăn quả là những thứ gần gũi đối với người Việt Nam. And castor apples right there. So in every season we got our all fruit. It is the first time, the first impression it is beautiful. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Việt Hải là một nơi quá đẹp. Trước đó tôi đã nói chuyện cùng với các bạn của mình và tìm hiểu thông tin trên mạng internet. Mới thấy Cát Bà là một nơi rất ấn tượng. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ. Rất khác biệt so với đất nước của chúng tôi. Ở đây hầu như chỗ nào cũng có màu xanh, còn ở Đức thì các loại hình du lịch rất khác biệt vì có nhiều núi hơn. Cá nhân tôi rất thích tìm hiểu và khám phá những nét văn hóa dân dã mang phong cách truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của tôi tới Việt Hải Cát Bà. Cảm nhận đầu tiên của tôi là phong cảnh nền văn hóa giữa hai nước vô cùng khác biệt. Và tôi rất thích thú đến nơi nào có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp như Cát Bà, Sapa. Đó là những nơi mang đến cho tôi cảm giác thư thái và dễ chịu. Việt Hải hiện là xã vùng sâu khó khăn nhất của huyện Cát Hải. Nhưng người dân ở đây lại có vẻ bằng lòng với cuộc sống nghèo vật chất nhưng giàu ý nghĩa của mình. Mấy năm nay, hàng chục nghìn du khách đã vượt suối trèo đèo đến tham quan. Họ đã nghe tiếng một vùng đất hoang sơ nằm giữa khu dự trữ sinh quyển thế giới, rừng quốc gia Cát Bà. Và chính những hoang sơ vốn có của Việt Hải lại là điểm độc đáo thu hút ngày càng nhiều khách du lịch. Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Phạm Thị Hoát, một gia đình nghèo nhưng cũng tham gia làm du lịch. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ thật thà, đôn hậu và câu chuyện làm du lịch của gia đình bà cũng thú vị không kém. Có lẽ là điều mà chúng tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng đó là khi đến nhà cô Hoát thì bên cạnh những gian nhà vẫn còn những cái nét mộc mạc từ xưa, gian nhà gỗ, gian nhà đất được xây từ cách đây rất là nhiều năm rồi và chúng ta vẫn còn nhìn thấy những ngôi nhà đổ khang trang. À, có lẽ là cuộc sống của người dân xã Việt Hải cũng đã thay đổi từ từng ngày. Cô Hoát ơi, nhà cô thì bắt đầu mở cái mô hình bán đồ lưu niệm cho khách du lịch được bao nhiêu năm đấy? Nhà tôi là xây dựng mô hình du lịch năm 2013. Lý do tại sao cô lại lựa chọn những sản phẩm như này? Thì những sản phẩm để thu nhập trong gia đình. Ở đây thì cháu thấy cũng có rất nhiều những cái đồ lưu niệm nhưng mà của Cát Bà thì chắc là ít hơn đúng không? Cát Bà thì có là áo nó áo vọt thôi. Thông thường một chiếc áo này thì cô bán bao nhiêu tiền ạ? Thường là bán 150. Thưa cô, là nếu như mà du khách muốn mua một sản phẩm này của cô thì cô sẽ giới thiệu điều gì? Khách tôi muốn giới thiệu với khách du lịch về cái tà áo dài Việt Nam, cái nét đẹp của Việt Nam. Dũng có công nhận với chị rằng là mỗi một điểm du lịch thì khi mà giới thiệu một cái sản phẩm quà lưu niệm này thì đúng thật là những cái tà áo dài thì rất là hấp dẫn đúng không? Và chính nghĩa khi mà du khách đến với xã đảo Việt Hải thì những cái sản phẩm này quả là rất là ấn tượng. Chính xác là như vậy, bởi vì áo dài thì có thể coi là quốc phục của những người phụ nữ Việt Nam và khi họ mặc vào thì trông rất là đẹp và quyến rũ. Và đây chính là một cái nét văn hóa, một cái nét đặc sắc mà người dân xã đảo Việt Hải nói riêng và người dân Việt Nam nói chung là muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Nhiều ngôi nhà trong làng Việt Hải là nhà tranh tre vách đất, rơm nhào với bùn đắp lên những ô nứa mắt cáo thành tường vách che mưa ngăn gió. Trên mái nhà lợp cỏ danh, qua thời gian và nắng mưa đã thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà tranh vách đất này là hình ảnh điển hình của đồng bằng Bắc Bộ ngày xưa. Không gian yên tĩnh ở Việt Hải đối lập hẳn với thế giới bên ngoài. Tôi đã từng đến Việt Nam cách đây 14 năm và sau đó tôi cũng có cơ hội quay trở lại Việt Nam để công tác. Phải nói rằng Việt Nam của các bạn là một nơi rất tuyệt. Đến Cát Bà tôi cảm nhận như mình đến với một thế giới khác, bình yên, trong lành và con người nơi đây chân chất thật thà. Tôi sẽ dành khoảng mấy ngày ở đây để khám phá vẻ đẹp nơi này. Ở thành phố Melbourne chúng tôi công việc chiếm khá nhiều quỹ thời gian, bận rộn và nhịp sống ồn ào sôi động.
Vì thế tôi thích một không gian khoáng đạt ở những vùng ngoại ô, những ngôi nhà mang nhiều dấu ấn của thời gian. Điều cháu ngạc nhiên và thích thú khi đến đây là được đi tham quan trải nghiệm bằng xe đạp, được ngắm khung cảnh thiên nhiên rất đẹp dưới ánh nắng không quá chói chang, cảm giác thiên nhiên như ở ngay gần mình. Sau này nếu có dịp quay trở lại Việt Nam, cháu sẽ đi cùng với các bạn của mình và giới thiệu cho các bạn ấy về vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước Việt Nam. Tính cách con người hài hòa, thân thiện và mến khách đã tạo nên dấu ấn riêng biệt cho xã đảo Việt Hải. Và cái tên Việt Hải đã trở thành địa chỉ mong muốn được khám phá của nhiều du khách. Những năm gần đây, khách du lịch nước ngoài tìm đến Việt Hải ngày một đông. Việt Hải đang là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu du lịch cộng đồng muốn hòa nhập với cuộc sống đồng quê dân dã. Cũng chính nhờ những du khách đến từ phương xa, khác nhau về màu da, ngôn ngữ, đời sống riêng và nền văn hóa, nên người Việt Hải không còn xa lạ với hoạt động du lịch. Người dân Việt Hải háo hức làm du lịch với ước mơ biến ngôi làng của mình thành một đảo du lịch độc đáo trong vùng, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch về với vùng đất này.